Phường Thượng Trụ Tam Bảo. Thưa tất cả đại tín chúng, hôm nay được nhóm group Những Quả Luân Hồi khuyến tấn nói về cách học thuộc lòng kinh Địa Tạng. Con xin được chia sẻ một số cách học thuộc lòng mà con đã thực hiện trong thời gian qua. Tất cả đại chúng, để trước khi học kinh Địa Tạng thì con cũng có cơ duyên, đó là chép kinh. Khi thịnh vợ chép kinh và kinh về thì bắt đầu cũng mong muốn là để cho người quá cố trong gia đình được siêu thoát. Và sau khi nằm mộng được bảo được siêu thoát rồi thì niềm tin trong người càng lớn hơn nữa. Khi mà cái quyển kinh được chép xong á, thì bắt đầu thấy càng thích đọc kinh hơn. Và phát nguyện là đọc kinh để thay thế cho cha mẹ, thay mặt cho tất cả những cái người thân, những cái người mà chưa được siêu thoát á, thì có cơ hội để siêu thoát. Vì vậy mà có động lực. Thì khi ban đầu đọc kinh thì cũng rất là lâu, đọc thì nó được chữ mất và rất là khó nhớ những cái từ, rất là khó hiểu. Tuy nhiên thì con cũng không nghĩ đến cái vấn đề đó, mà cứ đọc ngày này qua ngày khác. Thì sau một thời gian đọc thì cảm thấy rất là thích, bởi vì cảm nhận được trong gia đình mọi sự nó rất là tốt hơn. Cũng từ ngày đó thì cũng phát nguyện là ăn chay trường. Thì khi mà đọc kinh thì ban đầu đọc một bộ một ngày, mức độ một ngày thì chưa được, thì đọc khoảng một phẩm, hai phẩm, ba phẩm, cứ vậy mà cứ nhân lên. Rồi đến thời gian thấy thích đọc quá, sau một thời gian ngắn khoảng hơn một tháng thì đọc nguyện đọc là một bộ mỗi ngày. Đọc một thời gian thì thấy trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 12 là có nói là học kinh Địa Tạng, tức là học kinh Đại Thừa, thì muốn học thuộc được thì thực hiện theo cái trong cái phần thứ 8 được trí huệ. Và con cũng thực hiện theo cái chỉ dạy của Đức Phật trong phẩm thứ 12 đó. Cũng đặt ly nước trong ở trước trên bàn thờ, rồi cũng nguyện cầu chư Phật Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát gia hộ cho con uống cái ly nước này trong 21 ngày. Và trong 21 ngày đó thì không phạm tà dâm, rồi không phạm những cái việc giết hại chúng sanh quá nhiều. Chỉ nấu ăn với gia đình những cái món đơn giản, tức là hạn chế tối hết mức có thể, chứ cũng thể nào mà có thể nói là hạn chế hết được. Thì, và làm những cái việc thiện mà có thể làm được trong cái tâm tay. Thì trong 21 ngày đó xin nước xuống để uống thì thay vào một ly nước khác để uống. Còn ly nước trên bàn thờ thì không dám đụng cái ly nước đó, bởi vì ly nước đó là dành cho để cúng dường Tam Bảo. Khi xoay mặt về hướng Nam và cũng uống nước một cách rất là trịnh trọng, nhẹ nhàng. Và khi uống nước thì nghĩ đến cái hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà thấu nhiếp trong lòng á, cảm giác như Ngài đang ở bên cạnh. Và với một sự nguyện là Ngài ơi, cho con mau chóng học thuộc kinh để cúng dường Ngài, bởi vì Ngài quá từ bi đã giúp đỡ cho những người thân của con, cho con nằm mộng nhiều như đã được giải thoát, nên con cảm thấy rất là càng đùa ơn Ngài nữa. Thì khi là ban đầu thì cũng thực hiện theo cái phẩm thứ 12 như vậy. Đến sau 21 ngày thì mới bắt đầu đọc kinh. Thì trước khi đọc kinh thì cũng rất là trình trọng, lễ lại kinh, đặt kinh lên đầu lễ lại và tâm sự với những cái tâm sự với Ngài Địa Tạng. Thì ban đầu đọc thì cũng nhờ Đức Thầy hướng dẫn nên cũng đọc từ phẩm dễ nhất, đó là phẩm thứ 2, là viết rất là ngắn. Đọc phẩm thứ 2 xong thuộc rồi thì trời ơi, tự nhiên có động lực quá, thì con lại đọc qua phẩm thứ 5. Phẩm thứ 5 mặc dù ngắn nhưng mà có cái là rất là dễ nhầm, bởi vì ở đó có rất là nhiều địa ngục. Tuy nhiên là cũng tìm ra là những cái từ nào là dễ nhầm thì cũng vạch riêng, gạch để mà có cái sự nhức ngắt quãng để nhớ. Thì chỉ cần nhớ trong hết tất cả những cái chữ địa ngục đó thôi á, thì những cái phần sáu chữ nó còn dễ học hơn. Rồi phẩm thứ 2 năm thuộc rồi bắt đầu chuyển qua phẩm thứ 9. Bởi phẩm thứ 9 tuy là rất là dễ nhầm, nhưng mà có cái là nó đoạn nào nó ra đoạn đó, nên nó có sự phân biệt một sĩ ở các cái từ nó gần giống nhau thì sẽ dễ học. Nói chuyện đến là học phẩm thứ 11. Phẩm thứ 11 thì ngắn,
cũng 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 khá dễ. Qua phẩm thử bắt đầu những cái phẩm còn lại là nó khá dài. Thì con học lúc đầu là 2 năm 9 11 và do lưu vô tới cho thuộc. Khi mà thuộc bộ phẩm đó rồi là nó có động lực rất là kinh khủng. Và hàng ngày cứ đọc luôn tới bộ phẩm đó thì cũng dường. Đặc biệt phẩm thứ 9 thì con thường xuyên lại hàng ngày. Cứ đọc đến Đức Phật nào thì lại Đức Phật đó, vừa cho chúng con thay mặt chúng sanh quy y và các ngài để kết duyên các ngài đến từng đời vị lai. Thì sau khi đọc một thời gian như vậy thì bắt đầu cảm thấy thích thú và chị cũng những cái phẩm đó rất là ngắn cho nên cũng có cũng thuộc trong thời gian cũng cũng rất là ngắn luôn. Qua đến các cái phẩm còn lại thì bắt đầu là con thực hiện là chụp ảnh một cái phân đoạn rồi học hoặc là đi làm hoặc là bất cứ khi nào cứ rảnh 5 phút 10 phút cũng dựa ra học trong cái đài điện thoại ấy, hoặc là cứ đọc cứ nhầm cứ sai thì mặc kệ, bởi vì mình trong thời gian học thì có thể nhầm lẫn là chuyện bình thường. Vừa học thì trước khi học thì xin ngài gia hộ cho con thuộc kinh. Nhờ như vậy thì trong một thời gian ngắn thì cũng thuộc được các cái phẩm còn lại. Và lúc đầu á thì để mà nhớ hết tất cả 13 phẩm kinh mà trong đọc một lần á thì nó cũng còn khập khiễng lắm. Nên hàng ngày á là lúc đó là con đọc một ngày là một bộ, rồi con tụng một ngày một bộ, sau con đã quá con tụng một ngày lên hai bộ, rồi con tụng hai bộ xong rồi con lại kính thêm một bộ nữa, có nghĩa là con lại ngài Địa Tạng Bồ Tát là sám hối với ngài. Nhưng mà con lòng cái lời kính trong cái khi mà con nhậm trong gọi là niệm kính, vừa niệm kính vừa lại, thì trong một thời gian cũng mấy tháng như vậy thì tự nhiên cái kinh Địa Tạng giống như chạy vào trong cái luồng suy nghĩ của mình á. Thì cái lợi ích của cái việc học kinh này á, là giúp cho mình ở chỗ là ở bất cứ một cái việc gì mà mình làm sai thì mình có thể ứng dụng cái lời kính nó ra chạy ra ngay. Hoặc là ví dụ trong nhà mình gặp người đau ốm, hoặc là trong nhà có người là mất hay vân vân, thì cái lời kính nó dẫn dắt dạy cho mình làm ngay đúng cái pháp luôn, chứ không phải lo nghĩ hay phải đi tìm hiểu người này kia nữa. Bởi vì có những lúc là không thể nhờ ai được trong cái lúc là khúc mắc hoặc là gấp, thì nhờ cái kính Địa Tạng như vậy mà có thể ứng dụng. Và một cái điều quan trọng mà để học kính thuộc nữa là trước khi học kính là nên sám hối, lạy sám hối với ngài Địa Tạng, hoặc là lạy chim xác, hoặc là một cái phương áp nào đó mà có thể lạy để sám hối, để cho tiêu ở những cái nghiệp mà kiếp lâu xa chúng ta tạo ra vô lượng vô biên bao nhiêu là tội lỗi. Thì khi mà học kính thì sẽ dễ dàng hơn, bởi vì có cái sự gia hộ này và nghiệp nó mỏng bớt thì việc học kính nó trở nên là gần gũi hơn. Và sau khi học kính xong thì rất là nhiều lợi ích ở chỗ là nó thứ nhất là ít vọng tưởng, thứ hai là bất cứ khi nào mà cần thiết thì có thể đọc kinh, và có thể là đọc kinh trong những cái lúc mà không cần kinh, có kinh bên cạnh, hoặc là ví dụ như là đi công tác hoặc là đi về quê xa về quán nhà ông bà, mình có thể đọc kinh bất cứ khi nào ra ngoài vườn đọc vân vân, không cần thiết phải áp lực hoặc là cầm máy điện thoại hoặc là cầm cái kinh thì người ta sẽ để ý nhìn mình. Nhưng mà khi mình niệm trong lòng á, thì không ai biết cả. Và đặc biệt là có thể giao duyên tất cả mọi nơi. Và cái việc học kinh của con thì nó cũng theo một chiều hướng tự nhiên như thế. Và con xin kính chúc tất cả đại tín chúng có những cái buổi học kinh thật là an lạc. Và đặc biệt là có mục đích học kinh để làm gì. Và cái phương pháp thì trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 12 đã dạy rất rõ rồi, nên cả nhà mình có thể ứng dụng cách đó để có thể học kinh một cách dễ dàng, nhanh chóng và đầy tình cảm nhất trong khi học kinh. Con xin cảm ơn kinh Luân Quả Nhân Quả Luân Hồi và đại tín chúng đã lắng nghe. Con kính chúc tất cả mọi người an lạc, vạn sự như ý và học kinh mau thuộc. Con xin cảm ơn ạ. Ha ha ha, Bun Sam Mo Di So Ha.